Quý vị và các bạn thân mến, tháng 7 âm lịch hàng năm không chỉ được biết đến là tháng cô hồn, tháng mở cửa địa ngục, mà đây còn là một tháng với ngày lễ Vu Lan mang nhiều ý nghĩa nhân văn. Lễ Vu Lan là ngày lễ báo hiếu, đây là một ngày lễ chính của Phật giáo và phong tục của người Việt Nam chúng ta. Ngày lễ cũng trùng với ngày xá tội phong nhân theo phong tục của người châu Á nói chung và người Việt Nam nói riêng. Bên cạnh đó, ngày này cũng trùng với ngày Tết Trung Nguyên của người Hán. Lễ Vu Lan là một ngày lễ quan trọng trong đời sống tâm linh của người Việt, thường được tổ chức vào ngày rằm tháng 7 âm lịch hàng năm. Đây là dịp mà những người con, người cháu có thể tỏ lòng hiếu thảo với ông bà, cha mẹ, đong đầy thêm tình cảm hiếu lễ, lòng biết ơn tổ tiên, cũng như những đóng góp to lớn của các anh hùng dân tộc, những người có công với đất nước. Ngày lễ Vu Lan, tức ngày rằm tháng 7 âm lịch hàng năm, được coi là ngày để con cái nhớ về công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ. Theo quyển Đại Việt Sử Ký Toàn Thư của Ngô Sĩ Liên, lễ Vu Lan Bồn du nhập vào Việt Nam rất sớm, từ năm 1702. Vua Lý Nhân Tông đã từng lập đàn cầu siêu cho cha mẹ. Qua thời gian, lễ Vu Lan không chỉ là một ngày lễ dành riêng cho Phật tử, mà trở thành ngày lễ báo hiếu của tất cả người dân Việt Nam. Chữ Vu Lan là cách gọi ngắn của từ Vu Lan Bồn, được chuyển tự thành từ Ulambana trong tiếng Phạn với nghĩa là sự giải thoát. Dịch theo tiếng Hán là giải, đảo, huyền, có nghĩa là giải cứu tội nhân đọa trong ba đường địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh bị nghiệp lực hành hạ khổ đau. Vu Lan nói cho đủ là Vu Lan Bồn. Bồn là dụng cụ đựng đồ như cái thau mà ngày xưa người ta thường dùng để đựng các vật phẩm dâng cúng chư tăng trong lễ trai tăng để cầu nguyện cho ông bà và cha mẹ quá cố, nhờ công đức của tổ tiên mà được giải thoát khỏi khổ đau trong nhân gian hoặc cầu phước, lộc thọ cho cha mẹ. Vào ngày lễ Vu Lan, tại các chùa và hội đoàn Việt Nam thường có nghi thức bông hồng cài áo. Nghi thức cài áo bao gồm bông trắng và bông hồng. Người được cài bông hồng tức là người ấy còn mẹ, và bông trắng cho những ai mất mẹ, nhắc nhở về lòng hiếu thảo và tình người. Theo đạo Phật, những người con thường có một số hoạt động thể hiện lòng thành tâm của mình với ông bà cha mẹ. Hoạt động phổ biến nhất là đến chùa cầu kinh với mong muốn những người đã khuất và chúng sinh được yên nghỉ, còn những người đang sống có sức khỏe hạnh phúc. Ngoài ra, mọi gia đình đều chuẩn bị một mâm cơm cúng để dâng lên gia tiên, cúng phóng sinh cho các linh hồn để báo hiếu và tỏ lòng thành. Ăn chay cũng là một hoạt động trong ngày lễ Vu Lan. Đối với các gia đình người Việt, trong ngày lễ Vu Lan, mỗi thành viên đều có mong cầu, xin được tạ ơn gia tiên đã độ trì trở che, không mơ một đời giàu sang phú quý, chỉ cầu một kiếp trọn vẹn an yên. Thường được biết đến với cái tên tháng cô hồn, nên nhiều người quên mất nét đẹp của tháng 7 âm lịch. Đây là tháng thất tịch, tháng mưa ngâu của tình yêu đoàn tụ. Đây là tháng Vu Lan, an yên của sự báo hiếu, hiếu với ông bà, cha mẹ, bậc thân sinh phụ mẫu nơi trần thế, hiếu với gia tiên tiền tổ, các hương linh trong nhà đã khuất bóng nơi âm thế. Lễ Vu Lan bắt nguồn từ sự tích ngài Mục Kiền Liên vào địa ngục dâng cơm cứu mẹ. Truyền thuyết kể lại rằng, bà Thanh Đề vốn là một người tôn sùng Phật giáo. Bà thường hay đi chùa, ăn chay niệm Phật. Bà đã trồng lúa trong những vỏ dừa khô, dùng xương tưới cho cây lúa với mong muốn rằng sẽ dâng lên cúng dường Đức Phật những hạt lúa tinh khiết nhất. Bà đã dùng những ngón tay của mình để cạo từng hạt lúa ra gạo trắng. Do cách trồng lúa công phu như vậy nên khi bà thu hoạch chỉ được có một chén nhỏ. Chính vì vậy, khi cúng vào chùa thì mấy vị tăng nhỏ khinh khi đồ cúng của bà, làm cho bà giận. Bà giáp tâm trả thù bằng cách làm bánh bao nhân thịt chó để dâng lên cúng chư tăng. Vì ác nghiệp này nên sau khi bà chết đi, bị đẩy xuống 18 tầng địa ngục và phải chịu những cực hình ở ngục A Tỳ, cửa ngục dành cho những tội nhân nghiệp chướng nặng nề nhất. Nhắc lại chuyện tôn giả Mục Kiền Liên, một vị đại đệ tử thần thông bậc nhất của Phật, sau khi đắc đạo, biết mẹ mình hàng ngày gây nhân không tốt, chắc chắn sẽ bị quả không tốt. Do đó sau khi mẹ mất, ngài dùng huệ nhãn thần thông tìm mẹ khắp sáu nẻo luân hồi. Cuối cùng, ngài gặp mẹ ở dưới địa ngục, đang trong lớp ngạ quỷ đói khổ chịu cảnh dầu sôi lửa bỏng. Quá thương mẹ, tôn giả Mục Kiền Liên xin Phật giúp để đi cứu mẹ. Đức Phật ban cho ngài một cây tích trượng để có thể mở bất kỳ cửa nhà ngục nào khi tích trượng gõ vào. Do đó, ngài đã xuống tận ngục A Tỳ để cứu mẹ.
Ngài thấy mẹ mình đang làm thân ngạ quỷ, tức là quỷ đói, chịu đói khát khổ sở trong địa ngục. Tôn giả Mục Kiền Liên thấy mẹ tiểu tụy đói khát, nên Ngài dùng thần thông mang bát cơm trắng đến dâng mẹ. Bà Thanh Đề vì đói lâu ngày, nên khi nhìn thấy bát cơm thì lòng tham nổi lên. Vì sợ các quỷ đói khác giành ăn, nên bà lấy tay trái che bát cơm, tay phải bốc cơm ăn. Nhưng vì nghiệp chướng quá nặng nề, nên cơm chưa vào miệng đã biến thành than đỏ khiến bà không ăn được. Phật cũng không độ được kẻ ác tâm, bà Thanh Đề lại luân hồi làm kiếp chó để tự tu thêm. Chứng kiến cảnh đó, Ngài Mục Kiền Liên rất đau xót, liền về thưa với Đức Phật để xin Đức Phật chỉ dạy cách cứu mẹ. Đức Thế Tôn từ bi chỉ bày cho phương pháp cứu độ. Đức Phật dạy Mục Kiền Liên rằng: mẹ ông khi còn sống thì tham lam ích kỷ, khinh khi tam bảo, đố kỵ các bậc chân tu và gây nhiều tội ác nặng nề, mà phải đầu thai làm loài quỷ đói. Vì thế, dù Mục Liên có thần thông quảng đại hay tận hiếu đến đâu, phúc đức ấy của một mình ông cũng không thể cứu độ được, mà phải nhờ đến uy đức của chúng tăng khắp các nẻo cùng cầu xin cứu rỗi mới được. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã dạy tôn giả Mục Kiền Liên thiết cúng Vu Lan Bồn để cứu mẹ ngài. Vu Lan Bồn là tiếng Phạn, dịch sang tiếng Hán là giải thoát đảo huyền, nghĩa là giải cứu nạn bị treo ngược. Tức là những kẻ bị đọa xuống địa ngục làm thân ngạ quỷ thì cũng giống như bị treo ngược lên. Vậy nhân ngày rằm tháng 7, ngài Chư Tăng tròn 3 tháng an cư kiết hạ, thân tâm thanh tịnh, ngài Chư Tăng tự tứ, ngài Chư Phật mười phương hoan hỷ. Ông nên nhân ngày đó mà thiết lập chay đàn, nhờ công đức của các vị chân tăng đồng tâm nhất niệm mà nguyện cầu thì sẽ cảm hóa được mẹ ông, cảm thông đến mười phương chư Phật, như thế mới mong giải thoát được tội khổ. Đức Phật nói tiếp: mẹ ông tội căn nặng như tảng đá lớn, mà công đức tu hành của ông như chiếc thuyền nhỏ, nên phải cần nhiều chiếc thuyền kết lại thành bè mới có thể đưa được tảng đá to nặng kia qua sông ngạ quỷ, thoát vòng trầm luân. Đức Mục Kiền Liên tuân lời, đem bán hết tài sản của mẹ, tập trung tài lực để lo việc trai tăng. Khi việc cúng dường trai tăng xong, bà Thanh Đề nhờ công đức đó mà chuyển cái tâm bất thiện tiền kiếp, nên thoát khỏi cảnh ngạ quỷ và được vãng sinh lên cõi trời. Cùng trong ngày ấy, tất cả loài quỷ đói đều được cứu rỗi, thoát khỏi kiếp khổ địa ngục và ngạ quỷ. Cách thức cúng cầu siêu đó được gọi là Vu Lan Bồn Pháp, lễ cúng đó gọi là Vu Lan Bồn Bội, và bộ kinh ghi chép sự tích trên đây gọi là Vu Lan Bồn Kinh. Sau đó Đức Phật dạy rằng: đến ngày rằm tháng 7 mỗi năm, các con hãy luôn hiếu thảo tưởng nhớ đến cha mẹ trong đời này và cha mẹ trong 7 đời trước. Vì họ mà bày lễ Vu Lan Bồn, cúng dường chư Phật và tăng chúng để báo đáp công ơn nuôi dưỡng và lòng thương yêu các đấng sinh thành. Lễ Vu Lan trở thành truyền thống báo hiếu kể từ đó. Vì tích chuyện này mà hàng năm cứ đến rằm tháng 7, bên cạnh lễ Vu Lan thì người Việt Nam cũng làm lễ cúng chúng sinh, cô hồn, xá tội vong nhân, đều với mục đích báo hiếu và làm phúc. Từ câu chuyện trên có thể thấy rằng Ngài Mục Kiền Liên dù đắc thần thông đệ nhất trong các đệ tử của Phật cũng không cứu nổi mẹ là bà Thanh Đề đang đọa địa ngục, mà phải nhờ oai lực của chư tăng hiệp lực, chú nguyện chú tâm rồi mới cảm ứng đến tâm bà Thanh Đề. Điều quan trọng nhất là chính bà Thanh Đề phải thức tỉnh, thành tâm sám hối, niệm Phật mới được sinh về cõi trời hoa quang. Thực chất, Vu Lan chính là sự kết hợp của tự lực với tha lực, từ bi với trí tuệ, tu và học. Người tu hành cần phát tâm dũng mãnh, tự mình thắp đuốc mà đi, học hỏi giáo lý, rồi đem ra thực hành, tự giác, giác ngộ dần dần mới đủ phước huệ. Đó là tự lực. Nhưng tu hành một mình thì khó tiến bộ, có những chỗ khó hiểu không ai chỉ bảo, có khi thối chí, ngã lòng không ai khuyến khích. Vậy cần thầy hiền và bạn tốt, đồng tu đồng học, đồng tâm hiệp lực thì mới cùng nhau tiến bước trên đường giác ngộ hòng giải thoát. Ngoài ra còn có chư Phật, chư Bồ Tát, Thiền Long hộ pháp độ trì cho kẻ tu hành chân chính tránh khỏi các trói buộc trong màn lưới vô minh của thất tình lục dục. Đó là tha lực. Tuy nhiên, yếu tố thức tỉnh nội tâm mới là quan trọng hơn cả. Sự nhận định rõ ràng về lẽ vô thường đưa đến chỗ hết khổ, an vui, thức tỉnh rồi quay đầu lại để thấy bỏ giác.
Đó chính là điều Đức Phật ân cần dạy dỗ các đệ tử. Ba yếu tố, tự lực, tha lực và sự thức tỉnh mới là thực chất của lễ Vu Lan. Lễ Vu Lan không chỉ là ngày dành riêng cho việc cầu siêu chư hương linh hoặc cúng dường chư tăng, ni, là ngày Phật hoan hỷ, lễ tự tứ, ngày chư tăng xuất hạ sau 3 tháng an cư tu hành và chuẩn bị lên đường Hoằng Dương giáo pháp, mà còn là ngày xá tội vong nhân. Lễ Vu Lan của Phật giáo còn gọi là cúng cô hồn hay xá tội vong nhân. Từ xa xưa, tháng 7 ngày rằm đã khắc sâu vào ký ức của người Việt qua câu ca dao: tháng 6 buôn nhãn bán châm, tháng 7 ngày rằm xá tội vong nhân. Lễ xá tội vong nhân hay còn gọi là cúng cô hồn là ngày bố thí cho những vong hồn không nơi nương tựa. Lễ cúng này không được Phật dạy trong Vu Lan Bồn, nhưng cũng bắt nguồn từ truyền thuyết nhà Phật. Một ngày nọ, Phật cùng các đệ tử đi du hóa thì thấy một đống xương khô bên đường. Đức Phật khóc và sụp lạy đống xương ấy. Tôn giả A Nan lấy làm ngạc nhiên hỏi Đức Phật: "Thưa thầy, thầy là bậc tử phụ của ba cõi bốn loài, sao lại phải lạy đống xương khô vô danh?" Đức Phật bảo Tôn giả A Nan: "Dưới mắt phàm phu thì đống xương vô thừa nhận kia không có một giá trị nào, nhưng theo tuệ nhãn của Phật thì đống xương khô đó chính là của ông bà, cha mẹ, người thân hoặc chính xương của chúng ta trong vô lượng kiếp, theo cái vòng quay của sinh tử luân hồi vô tận. Kinh Báo Phụ Mẫu Ân có chép lại tích này thành thơ: bây giờ Phật lại lên đường cùng hàng đại chúng Nam Phương tiến hành. Đến giữa đường rành rành mắt thấy núi xương khô bỏ đấy lâu đời, Thế Tôn bèn vội đến nơi, lạy liền ba lạy rồi rơi giọt hồng. Đức A Nan tủi lòng ái ngại, chẳng hiểu sao Phật lạy đống xương, vội vàng xin Phật dạy tường: thầy là tử phụ ba phương bốn loài, ai ai cũng kính thầy dường ấy, cớ sao thầy lại lạy xương khô? Phật rằng: trong các môn đồ, người là đệ tử đứng đầu dày công, bởi chưa biết đục trong cho rõ nên vì người ta tỏ đuôi đầu. Đống xương dồn dập bấy lâu cho nên trong đó biết bao cốt hài, chắc cũng có ông bà cha mẹ, hoặc thân ta hoặc kẻ ta sinh. Luân hồi sinh tử tử sinh, lục thân đời trước thi hài còn đây. Theo tích cũ, lễ Vu Lan là ngày cầu cúng cho ông bà cha mẹ và thân nhân xa gần. Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm cũng từng cầu nguyện trong ngày Vu Lan: thị hà xá tội hữu hương thần, ngã kim dục tượng từ bi lực, hữu đắc vô cô đồ thánh nhân. Nghĩa là: cớ sao còn có Vu Lan, từ bi ta muốn nhờ công sức cứu được bao người chịu khổ đau. Vào ngày xá tội vong nhân hay lễ cúng cô hồn, người ta thường sắm nhang đèn, hoa quả để cúng bố thí cho những vong hồn không nơi nương tựa, không ai thờ cúng. Tục lệ này có nguồn gốc từ việc các chùa thường lấy lá đa cuộn lại như cái chén, đem đặt ở những bãi tha ma nghĩa địa, rồi nấu cháo đổ vào để mời các vong hồn tới hưởng trong ngày lễ Vu Lan. Nhắc lại việc cúng cháo ở bãi tha ma, chúng ta lại nhớ những câu thơ tuyệt tác trong bài thơ Văn Tế Thập Loại Chúng Sinh của đại thi hào Nguyễn Du: cũng có kẻ lỡ làng một kiếp, liều tuổi xanh buôn nguyệt bán hoa, ngẩn ngơ khi trở về già, ai chồng con tá biết là cậy ai, sống đã chịu một đời phiền não, thác lại nhờ hớp cháo lá đa, đau đớn thay phận đàn bà, kiếp sinh ra thế biết là tại đâu. Bài văn tế này hay đến mức một thời các nhà chùa thường dùng để tụng niệm vào ngày rằm tháng 7 cúng cô hồn. Tiết tháng 7 mưa rầm sùi sụt, toát hơi may lạnh buốt xương khô, não người thay buổi chiều thu, ngàn lau nhuốm bạc lá ngô rụng vàng. Đường Bạch Dương bóng chiều man mác, ngọn đường lê lác đác xương xa. Lòng nào là chẳng thiết tha, cõi dương còn thế nữa là cõi âm. Trong trường dạ tối tăm trời đất, có khôn thiêng phản phất u minh. Thường thay thập loại chúng sinh, hồn đơn phách chiếc lênh đênh quê người. Hương khói đã không nơi nương tựa, hồn mồ côi lần lửa đêm đen. Còn chi ai khá ai phèn, còn chi mà nói kẻ hiền người ngu. Đại thi hảo Nguyễn Du gọi thập loại, tức là 10 loại, là để chỉ những hạng người đã chết thật đáng thương. 1. Kẻ tranh bá đổ vương bị thua trận mà chết. 2.
phu nhân quyền quý của các công hầu khanh tướng gặp phen xa cơ phải tự tử. 3. Người làm chính trị lỡ vận bị giết. 4. Những danh tướng công thành vạn cốt khô cuối cùng bị giết. 5. Những hạng tham lam làm giàu, buôn bán dọc sông ngang biển, chẳng quản đường xa, đắm thuyền bị cá dữ ăn thịt. 6. Những cái chết của chiến sĩ vô danh. 7. Gái lẩu xanh, lúc sống thì tủi nhục, khi chết thì không chồng không con cúng dỗ, phải hớp cháo thí. 8. Kẻ ăn mày chết ở gầm cầu dơ bẩn. 9. Người mắc vòng lao lý, chết đi không còn manh chiếu lành. 10. Trẻ sơ sinh yểu tử. Chính vì hiểu được giáo lý nhà Phật mà Nguyễn Du ngậm ngùi cho thập loại chúng sinh, vì thập loại đó là những vong hồn bơ vơ, hay còn gọi là các cô hồn. Họ chính là những thân nhân của cụ trong những tiền kiếp xa xưa. Gặp phải lúc đi đường lỡ bước, cầu nại hà kẻ trước người sau, mỗi người một nghiệp khác nhau, hồn siêu phách lạc biết đâu bây giờ. Cụ dạy rằng phải lập trai đàn mà cầu xin chư Phật phóng quang cứu độ cho, thì thân nhân ở cõi âm mới mau sạch nghiệp chướng. Tiết đầu thu lập đàn giải thoát, nước tịnh bình dưới hạt dương chi, muôn nhờ Đức Phật tử bi, giải oan cứu khổ hồn về Tây Phương. Hàng năm, cứ rằm tháng 7, nhiều người Việt Nam đi chùa cầu nguyện cho thân nhân, ông bà cha mẹ, bạn bè, và đặc biệt là cầu cho mẹ được sống đời với ta. Ở nhiều nước trên thế giới, người ta thỏa thuận lấy một ngày trong tháng 5 đặt là ngày lễ mẹ, Mother's Day. Đó là ngày chủ nhật của tuần thứ 2 trong tháng 5. Vào ngày đó, các con dù ở xa cũng gắng hội tụ về quanh mẹ, dâng hoa tặng quà, đọc lời chúc tụng và vui vầy tiệc tùng. Trên ngực áo mỗi người con rực rỡ đóa cẩm chướng màu đỏ. Những người nào mà mẹ đã qua đời thì lạnh lẽo nơi ngực áo một đóa cẩm chướng màu trắng. Ở nước ta, từ thập niên 50, ở nhiều địa phương, nhân ngày lễ Vu Lan đã tổ chức nghi thức bông hồng cài áo. Ai còn mẹ thì được gắn một bông hoa hồng màu đỏ. Ai không còn mẹ thì cài một đóa hồng trắng trên ngực áo. Một cách để nhớ mẹ, để tôn vinh mẹ, để mừng mẹ còn tại thế, để xót xa nghĩ đến mẹ đã qua đời. Nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ đã sáng tác bài hát Bông Hồng Cài Áo để nhắc đến nghi thức này. Tôi không khóc khi áo cài hoa trắng, vì trong hoa tôi thấy mẹ tôi cười. Sự tích lễ cúng cô hồn, xá tội vong nhân cũng có một thuyết khác. Theo Phật thuyết Cứu Bạt Diệm Khẩu Ngạ Quỷ Đà La Ni Kinh, thì việc cúng cô hồn có liên quan đến câu chuyện giữa ông A Nan với một con quỷ miệng lửa, Diệm Khẩu, cũng gọi là quỷ mặt cháy, Diệm Nhiên. Một buổi tối, A Nan đang ngồi trong tịnh thất thì thấy một con ngạ quỷ thân thể khô gầy, cổ nhỏ mà dài, miệng nhả ra lửa bước vào. Quỷ cho biết rằng 3 ngày sau, A Nan sẽ chết và sẽ luân hồi vào cõi ngạ quỷ miệng lửa, mặt cháy đen như nó. A Nan sợ quá, bèn nhờ quỷ bày cho phương cách tránh khỏi khổ đồ. Quỷ đói nói rằng: "Ngày mai ông phải bố thí cho bọn ngạ quỷ chúng tôi mỗi đứa một hộc thức ăn và soạn lễ cúng dường tam bảo, thì ông sẽ được tăng thọ, còn tôi sẽ được sinh về cõi trên." A Nan đem chuyện bạch với Đức Phật. Đức Phật bèn cho bài chú gọi là Cứu Bạt Diệm Khẩu Ngạ Quỷ Đà La Ni Kinh. A Nan đem tụng trong lễ cúng để được thêm phúc thọ. Phật tử Trung Hoa gọi lễ cúng này là phóng diệm khẩu, tức là cúng để bố thí và cầu nguyện cho loài quỷ đói miệng lửa. Nhưng dân gian thì hiểu rộng ra và nói chạy đi thành cúng cô hồn, tức là cúng thí cho những vong hồn vật vờ, không nơi nương tựa, vì không có ai là thân nhân trên trần gian cúng bái. Tục cúng cô hồn bắt nguồn từ sự tích này, nên ngày nay người ta vẫn nói cúng cô hồn là phóng diệm khẩu, với nghĩa gốc là thả quỷ miệng lửa. Về sau lại được hiểu rộng thành các nghĩa khác như tha tội cho tất cả những người chết, tức là xá tội vong nhân, hoặc cúng thí cho những vong hồn vật vờ, cô hồn. Như vậy, lễ Vu Lan và lễ cúng cô hồn là hai lễ cúng hoàn toàn khác nhau. Một chuyện nói về lòng hiếu thảo của Ngài Mục Kiền Liên cứu mẹ, một chuyện liên quan đến Ngài A Nan bố thí cho Diệm Khẩu. Một lễ là để cầu siêu cho cha mẹ ông bà bảy đời, một lễ là để bố thí cho những vong hồn không ai thờ cúng. Tuy nhiên, cả hai lễ trong ngày rằm tháng 7
đều chứa đựng ý nghĩa nhân văn cao cả là báo hiếu và làm phúc. Tấm lòng đại hiếu của tôn giả Mục Kiền Liên sẽ mãi là ánh sáng soi đường cho chúng con. Trong kinh có nói, tâm có thể tạo nghiệp mà tâm cũng có thể chuyển nghiệp. Sự tích Vu Lan báo hiếu khởi đầu bằng hình ảnh Mục Kiền Liên cứu mẹ, trở thành hình ảnh mang tính giáo dục nhân văn sâu sắc.